Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ khí trượng, những gì là 10? Đó là bố thí là khí trượng của Bồ Tát vì phá tan tất cả sự bòn sèn. Trì giới là khí trượng của Bồ Tát vì từ bỏ tất cả sự hủy phạm. Bình đẳng là khí trượng của Bồ Tát vì đoạn trừ tất cả sự phân biệt trí huệ là khí trượng của bồ tát vì tiêu diệt tất cả phiền não tránh mạng là khí trượng của bồ tát vì xa lìa tất cả tà mạng thiện xảo phương tiện là khí trượng của Bồ Tát vì thị hiện ở tất cả mọi nơi. Lược nói tham sân si tất cả phiền não là khí trượng của Bồ Tát vì dùng môn phiền não độ chúng sinh. Sinh tử là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng dứt Bồ Tát hạnh giáo hóa chúng sinh. Nói Pháp như thật là khí trượng của Bồ Tát vì phá được tất cả sự chấp trước nhất thiết trí là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng bỏ hạnh môn Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ trừ diệt được tập phiền não kiết sử đêm dài của tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đầu. Những gì là 10? Đó là đầu niết bàn vì không thấy được đành, đầu tôn kính vì được tất cả trời người kính lễ, đầu thắng giải rộng lớn vì thủ thắng nhất trong ba ngàn cõi, đầu căn lành đệ nhất. Vì chúng sinh ba cõi đều cúng dường, đầu gánh đội chúng sinh, vì thành tựu tướng nhục kế trên đành đầu chẳng khinh khi người khác vì thường tôn thắng ở tất cả mọi nơi đầu bát nhã ba la mật vì trưởng dưỡng tất cả pháp công đức đầu phương tiện trí tương ưng vì khắp hiện thân tất cả đồng loại đầu giáo hóa tất cả chúng sinh vì dùng tất cả chúng sinh làm đệ tử đầu thủ hộ chư phật pháp nhãn vì hay khiến giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đầu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ mắt, đó là nhục nhãn nhìn thấy được tất cả sắc, thiên nhãn thấy được tất cả tâm chúng sinh huệ nhãn thấy được cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh pháp nhãn thấy được tất cả pháp như thật tướng phật nhãn thấy được thập lực của như lai trí nhãn thấy biết được các pháp quang minh nhãn thấy được quang minh của phật xuất sinh tử nhãn thấy được niết bàn vô ngại nhãn sự thấy không có chướng ngại nhất thiết trí nhãn thấy được phổ môn pháp giới đó là 10, nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được mắt đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ tai, những gì là 10 đó là nghe tiếng tán thán thì dứt trừ tham ái, nghe tiếng hủy báng thì dứt trừ tâm sân hận nghe nói nhị thừa thì chẳng chấp chẳng cầu nghe đạo bồ tát thì hớn hở vui mừng